Các bạn ơi, đã khoảng hơn một tuần rồi mình không có đi rừng được. Cũng bởi vì dạo này chỗ mình dịch dã nó căng quá các bạn ạ. Nhà mình dính F0, mình F1 nhưng mà cách ly một tuần, test vẫn không có vấn đề gì, vẫn âm tính thôi, cho nên ngày hôm nay được thả phanh, được đi ra ngoài không phải cách ly nữa. Và hôm nay mình lại có chuyến đi rừng để chia sẻ cho các bạn những cái hành trình đi tấm lan của mình. Lâu ngày không đi thì cũng nhớ. Hôm nay thì trời nó cũng vừa tạnh mưa. Mấy hôm trước thì mưa rất là nhiều các bạn ạ. Và hôm nay thì nó vừa tạnh rồi. Và mình lại đang có mặt trên một cái ngọn đồi, đang phiêu lưu trên những cái ngọn đồi cao, nơi dạo trước mình có lên đây thường xuyên để đi sưu tầm những cái mặt hoa địa lan mặc xuân. Và ngày hôm nay cũng vậy, mình lại lên cái vùng đồi đất này và có những cái gặp gỡ đầu tiên trong cái chuyến đi. Lại là một cái gốc cây địa lan yên ngựa các bạn ạ. Một cái gốc cây địa lan yên ngựa với những cái lá đốm rất là đẹp. Nó mọc rải rác ở bên dưới tán rừng này, tán rừng cây vầu này. Mình thì đã đi được khoảng 1/2 chặng đường để lên trên đỉnh đồi các bạn ạ. Hôm nay thì không tìm ở mấy cái ngọn đồi gần gần nữa mà quyết tâm đi xa hơn một chút, lên một cái ngọn đồi rất là cao, nơi mà trên đỉnh nó có một cái bãi cỏ danh rất là đẹp. Đợt trước mình vừa đi quay video cho các bạn đấy. Hôm nay mình lại lên trên đó và đi dọc theo những cái vạt đồi các bạn nhé. Mấy hôm vừa rồi thì mình cũng thấy cảm giác nó ốm các bạn. Mấy hôm đầu những cái sốt sốt nhẹ rồi là cũng có triệu chứng của Covid, nhưng mà đi test lần đầu thì không sao. Hôm qua mình vừa đi test thì cũng vẫn không vấn đề gì cả, cho nên là hôm nay mình có thể đi lên trên rừng với những cái hành trình đi sưu tầm lan. Không biết là hôm nay liệu rằng có thể gặp gỡ được cái may mắn gì đặc biệt không, thì mời các bạn cùng đồng hành theo dõi cái chuyến đi này của mình nhé. Một chặng đường dài đi mãi thì rồi cũng lên đến đỉnh. Đây là cái đỉnh đồi cao, nơi mà chỉ có hoa muôn với lại cỏ danh này thôi các bạn ạ. Ở đây thì người dân họ thả trâu, nhưng mà họ không chăn đâu. Ở trên đồi cao thì hầu như họ chỉ thả rông thôi các bạn, thả rông thôi chứ không ai chăn dắt gì cả ở trên này. Những cái khu vực này có trâu cho nên là cây cối nó mới không phát triển được, chỉ có hoa muôn thôi. Cây hoa này thì mùa này nó chưa nở hoa, nụ thì nhiều lắm các bạn ạ. Đến mùa thì lên đến trên này nó rực rỡ lắm, toàn hoa là hoa thôi. Hôm nay thì tạnh, không còn sương mù nữa. Như chuyến trước mình lên trên này thì có sương mù rất là dày và không thể quan sát ở xa được các bạn ạ. Còn ngày hôm nay thì khác rồi, trời nắng ráo và gió rất là mát, có thể nhìn thấy những cái đỉnh đồi cao hơn ở tít mãi đằng xa các bạn. Đợt trước mình có dự định là đi sang cái ngọn đồi đó, ngọn đồi đấy thì nó cao hơn 1000m so với mực nước biển. Ở trên đó có trạm, mà hình như là có trạm radar rồi trạm phát sóng gì đấy các bạn. Còn có cả quân đội họ đồn trú ở trên đó nữa. Có những cái khu rừng rất là mênh mông. Nhưng mà hôm khi mà mình lên đến trên này thì cái quãng đường nó quá xa và không thể thực hiện được cái chuyến đi như vậy. Cho nên những cái ngọn đồi cao cỡ mãi mãi đằng xa bên kia thì phải hẹn những cái dịp khác. Còn những cái ngọn đồi ở đây thì mình sẽ khám phá dần dần đã ở khu vực này trước các bạn ạ. Trên này thì nó, trên đỉnh thì nó thoáng thôi, còn xuống bên dưới một tí thì nó sẽ là những cái tán rừng với những cây gỗ to. Và không biết là có cái loài lan gì, thì bây giờ mình sẽ đi vòng vòng xuống cái khu dưới này, đi lên trên đỉnh rồi lại đi xuống sườn các bạn ạ. Đi dọc theo những cái sườn này đi vào trong kia nữa. Thì thường là các cái cây phong lan thì nó lại sống ở trên ngọn. Và ngọn cây thì nếu mà ở bên dưới thấp thì nó có cái tán rừng cây vầu nó che, mình không nhìn thấy. Còn ở bên trên thì nó cằn cỗi hơn. Và những cái cây gỗ của nó, cái tán rừng nó thưa hơn, nó không dày cây vầu như cái đoạn bên dưới. Cho nên có thể là mình sẽ gặp gỡ được đâu đó xung quanh đây. Mình đi qua bên dưới này có một cái tán cây rất là thoáng các bạn ạ. Ở đây thì chắc là quanh năm có gió thổi vù vù như thế này. Và mình thấy có những cái loài lan mọc ở bên dưới rất là thấp. Đó là loài lan thanh đạm đuôi phượng các bạn này.
hôm trước mình vừa lấy về chia sẻ cho một số bạn ấy. Còn anh chị em nào chưa có thì có thể nhắn tin sưu tầm và nhắn tin vào Zalo cho mình nhé. Cái cây thanh đạm này có hoa rất đẹp, hoa màu trắng và có mùi hương vani các bạn nhé. Bây giờ thì nó đang lên nụ như thế này này các bạn này. Nó đang lên những cái nụ như thế này. Rất là nhiều nụ. Đôi khi là có thể vận chuyển về nó sẽ bị gãy, nhưng mà tầm này mọi người sưu tầm thì chắc chắn thì vẫn có thể được ngắm hoa. Mặc dù là không thể trọn vẹn được, tại vì cái nụ nó hơi dài, nó sẽ bị gãy một vài cái. Cái giống thanh đạm đuôi phượng, đây là những cái ngồng hoa cũ của nó các bạn ạ. Cái giống này thì nó lên một cái ngồng hoa, nó lên hoa trước rồi là nó sẽ phát triển cái củ này theo sau. Và nó sẽ ra hai cái lá này các bạn này. Đấy. Nó sẽ nở một cái chùm hoa trước rồi là cái phần gốc của nó sẽ phình lên thành một cái củ. Và nó sẽ ra hai cái lá như này, mỗi củ nó chỉ có hai cái lá thôi. Thanh đạm đuôi phượng sắp sửa đến mùa hoa rồi, chắc độ khoảng một tháng nữa thì nó sẽ nở. Còn ở đây là cái cây hoàng thảo hương vani này. Không hiểu sao bay ở đâu về mà chỉ có một cây duy nhất thôi. Một cây nhỏ nhỏ mà mọc ở ngay bên dưới thấp này. Cái dòng này thì nó là vốn là nó hay sống trên cao, nhưng mà ở chỗ này thì nó đã là một cái độ cao gần 1000m so với mực nước biển rồi các bạn. Và điều kiện thì nó rất là thuận lợi khi mà hầu như lúc nào cũng có gió, có sương như thế này. Thì nó quá là phù hợp. Cái môi trường sống nó lý tưởng cho cái dòng lan. Mình thấy có một vài những cái khóm thanh đạm đuôi phượng khác nó mọc ở trên những cây, những cây gỗ như chỗ kia kìa các bạn. Đấy, dọc theo cành cây, thân cây lên. Nó bám dọc cây kìa các bạn. Chẳng qua nó chỉ là những cái khóm nhỏ nhỏ thôi chứ cũng không có bụi nào to cả. Những cái khóm nhỏ thì mang về ghép nó sẽ hơi bị mất công. Đôi khi là có những cái khóm nó to, nó bám ở trên những cái cành thì mình sẽ leo lên. Mình sẽ cây nào leo được thì mình sẽ leo lên để cắt lấy nó nguyên bản. Ở đây mình thấy có một cái cây môi chim mép rèm các bạn ở trên thân cây này. Một cái điều kiện đẹp, một cái điều kiện sống tốt thì sẽ có rất là nhiều những cái loài lan nó phân bố. Nó bay giống, những cái hạt giống của nó có thể bay ở những cái ngọn đồi khác, những cái khu vực khác. Gió nó đưa về đây và nó sẽ phát triển thành cây các bạn. Toàn thanh đạm đuôi phượng thôi. Mình còn thấy một chút thập hoa nữa các bạn. Hoàng thảo thập hoa nữa, nó chìa ra ở cạnh này các bạn. Mặc dù là một khóm rất là nhỏ thôi. Tít trên ngọn kia thì không biết là nhìn như là lọng én ấy, nhưng mà cũng không chắc. Tít trên ngọn cây các bạn ạ. Những cái chỗ mà nó thoáng như thế này thì mới có nhiều, có thể nhìn được thấy nhiều cây lan như thế này thôi. Còn nếu mà những cái chỗ nào có thể ở bên dưới những cái tán rừng cây rất là nhiều cây gỗ to, nhưng mà nó toàn che bởi cái cây vầu này, thì mình chả thấy cái gì, không thể nhìn thấy cái gì được các bạn ạ. Mà đôi khi có những cây gỗ nó to quá thì có thấy thì mình cũng không dám leo lên. Toàn thanh đạm đôi phượng thôi. Nhưng mà tiếp trên cả có cây cẩm cù tên lửa đây các bạn. Có một gốc cẩm cù tên lửa ở trên này. Đấy, nó mọc chìa từ cái thân cây gỗ ra như thế này các bạn nhé. Đây là một cái cây gỗ rỗng và nó có một cái hốc ở bên trong đó. Thì cái hạt giống nó bay về và nó phát triển được thành một cái cây như này. Một cái gốc cẩm cù tên lửa. Cái này có lấy thì chỉ lấy được cành của nó thôi, chứ còn cái gốc của nó thì không lấy được. Cho nên là nhiều khi mình lấy cái cây cẩm cù tên lửa này mình chỉ cắt cành về dâm thôi, chứ cái gốc thì mình vẫn bỏ vào đấy. Nó lại lên mầm ngay các bạn ạ. Bên trong nó có rất là nhiều rễ. Hình như phía bên dưới cái cây này cũng có này các bạn. Ở một cái khu vực có một cái cây mẹ thì nó sẽ phát tán được những cái cây con ra xung quanh. Mặc dù là cái khả năng để cái hạt giống nó rơi vào đúng cái vị trí hốc cây đấy thì nó tỷ lệ nó cực thấp, nhưng mà qua rất là nhiều năm phát tán rất là nhiều giống thì cũng sẽ có những cái hạt nó bay vào những cái vị trí như thế này. Nó cũng ở trên một cái cây khá cao. Một ngọn đồi với nhất rất là nhiều những cái sự đa dạng về những cái cây lan cẩm cù tên lửa. Nó không quá rộng để mình có thể đi lại rất là dễ các bạn ạ. Có thể ngó nhìn những cái cây gỗ.
có những cái đàn trâu người ta thả rông nó đi lại, cho nên là nó mới nhẵn như thế này, mới thoáng như này thôi. Còn bên dưới thấp thì không có cái gì thì chắc chắn là nó cũng sẽ vẫn rất là rộng. Mình thấy ở đây có khá là nhiều cây gỗ có, nhưng mà nó chỉ có những cái khóm nhỏ nhỏ chứ không có khóm nào to cả. Mình đi một vòng đến một cái đầu của ngọn đồi, cái dãy đồi. Ở đây nó là điểm cuối của cái bãi cỏ danh các bạn ạ. Bên dưới này thì nó sẽ dốc xuống bên đầu bên kia, nó sẽ sang một cái khu vực xã khác. Không biết là đi theo dông đồi này thì có thể gặp cái gì không. Khả năng lát nữa mình sẽ đi xuống dưới này, nhưng mà mình sẽ quay cho các bạn xem cái khung cảnh ở đây trước. Hồi nãy thì mình đi từ trên cái đỉnh đồi bên kia xuống này các bạn. Ở đây nó là một cái khu vực đẹp, cực đẹp luôn. Khi mà nó có, thỉnh thoảng nó lại có một vài những cái gốc cây che mát. Và bên dưới thì nó thoáng đãng như thế này, nhìn như là cái sân golf ấy. Thì ở cái chỗ này mình thấy có một cây gỗ to với rất là nhiều cành. Và trên cành thì mình thấy có một cái loài lan đẹp, nhưng mà ở đây thì nó chói, nó ngược với ánh mặt trời cho nên có thể các bạn sẽ không nhìn được rõ. Ở đây nó có một cái cây gỗ rất là nhiều cành, và những cái cành của nó thì có những cái khóm. Mình thấy có lan văn đa này, ở đây này các bạn. Lan văn đa thì ở cành thấp mà thôi. Còn có những cái khóm lan hoàng thảo thập hoa, nó ở trên những cái cành nhỏ nhỏ thôi. Toàn những cái cành nhỏ nhỏ ở trên cao. Đấy, bây giờ thì khả năng mình sẽ leo lên cái cây này để xem là có khóm nào đẹp thì mình sẽ lấy về chia sẻ cho các bạn sưu tầm này. Không biết là cây sống hay cây chết, không thấy có cái lá nào luôn các bạn ạ. Cảm giác như là cái cây khô, không có một cái lá nào phát triển cả, khô khốc luôn các bạn. Nếu mà cây khô thì nó sẽ hơi nguy hiểm. Mình vừa mới thành công leo từ dưới này lên này các bạn này. Đang ngồi trên ngọn cây rồi, trên một cái cành. Cái cây này thì nó là cái cây đang chết, nhưng mà chưa chết hẳn các bạn ạ. Cái ngọn thì nó khô hết rồi. Mấy cái ngọn cành này các bạn, không biết là đến tuổi hay thế nào. Lẽ ra bây giờ thì đang là mùa hoa, nhưng mà nó đã bị khô, đã bị chết khô. Nhưng mà chưa chết hẳn, cái phần gốc của nó thì vẫn còn chắc chắn các bạn ạ. Còn mấy cái cành ở bên trên thì chết khô luôn. Mùa này nhẽ ra là đang là cái mùa hoa của nó này. Cái cây này nó có một cái lớp vỏ dày, cho nên là những cái cây lan nó rất thích sống lên cái phần cây này. Nhưng mà năm vừa rồi là chắc là lạnh hay thế nào mà riêng các cái phần ngọn thì khô khốc luôn. May là nó vẫn còn chắc, cho nên mình vẫn leo lên được trên những cái cành nhỏ. Và ở trên này thì có thể quay cho các bạn xem những cái cây lan nó mọc một cách hoang dã. Những cái cây hoàng thảo thập hoa các bạn nhé. Đó, những cái cây hoàng thảo thập hoa rất là nhỏ thôi. Có những khóm thì nó to hơn một chút. Cái cây này thì sắp đến mùa hoa của nó rồi. Độ khoảng 2 tháng nữa các bạn. Khoảng 2 tháng nữa thì không nhầm là như vậy, thì đến cái mùa hoa của cái dòng cây hoàng thảo thập hoa này. Những cái cây thân nó nhỏ thôi. Cây này thì nó khá giống với cây đùi gà tròn, nhưng mà kích thước cây của nó thì nhỏ hơn rất là nhiều. Và nếu mà chụp ảnh thì rất là nhiều bạn sẽ nhầm lẫn, có thể là nhầm sang đùi gà tròn. Nhưng mà nhìn video thực tế thì cái thân của nó chỉ ngang với cái thân hoàng thảo hương vani thôi. Đấy, nó rất là nhỏ nhưng mà thân nó lại ngắn. Có những khóm nó mọc ở những cái nơi điều kiện mà cớm nắng, thiếu ánh sáng thì thân của nó cũng sẽ buông dài, kiểu như cây hoàng thảo hương vani, nhưng mà nó không dài được bằng hương vani đâu. Hương vani thì có những khóm nó dài hơn 2 mét cơ. Còn cái thập hoa này thì ở đây nó là một cái cây mà nó cây già sắp chết rồi. Bộ lá nó không còn nữa cho nên nó rất là thoáng. Những cây thập hoa thì nó mọc chơi vơi với nắng với gió. Một cái khóm nhỏ nhỏ nhưng mà ở đây thì nhìn nó quá đẹp các bạn ạ. Tại vì nó ở trên một cái khu vực rất là cao. Mọi người xem cái góc máy này đẹp không? Nó chơi vơi ở trên đỉnh đồi luôn. Chơi vơi giữa trời mây luôn các bạn ạ. Khóm nó nhỏ. Còn những cái khóm, một vài những cái khóm khác, nhưng mà ở đây thì nó bị đống cái dây leo nó chùm lên. Đấy. Mình không quay được sang tận bên kia cho các bạn xem. Bên kia thì còn một vài những cái khóm cũng tạm tạm như thế này nữa. Trên này này các bạn này. Đấy. Nó mọc ở trên những cái cành nhỏ nhỏ rất là vừa tầm.
cây thì cũng đã chết già, và lát nữa thì mình sẽ cắt lấy một số cành nguyên bản mang về cho anh chị em nào mà chưa có thập hoa. Mọi người muốn sưu tầm cái dòng lan hoàng thảo thập hoa này thì có thể nhắn tin cho mình sẽ có một vài những cái giò nhỏ nhỏ chia sẻ cho các bạn công sức của một cái hành trình, một cái chuyến đi tầm lan. Leo lên đến đây nó cũng là một cái chặng đường. Các bạn là hôm rồi mình có quay cái video cái cây nó đổ giữa rừng ấy, nhiều bạn bảo là mình chặt đổ được một cái cây to. Các bạn đừng nghĩ là chặt được một cái cây to nó đơn giản đâu các bạn ạ. Nó không dễ đâu. Cho nên là nhiều khi mình gặp mà không trèo được thì mình cũng phải chịu, cũng phải bó tay. Còn cái cây này thì nó không quá cao, nó chỉ cỡ khoảng chục mét thì mình lên đến trạc rồi các bạn ạ. Từ dưới cái tán rừng rậm này, đó là những cái tán cây thấp. Bình thường nếu mà đi qua bên dưới này thì mình sẽ không nhìn thấy, nhưng mà hồi nãy thì mình đi qua cái chỗ đồi này nó rất là thoáng này các bạn này. Mình nhìn sang bên này là mình có thể phát hiện được. Còn nếu mà đi ở bên dưới tán rừng thì chắc chắn là sẽ không nhìn thấy những cái cây lan này, tại vì bên dưới này có cái tán rừng vầu nó che hết các bạn ạ. Những cái khóm lan rất là đẹp, hoàng thảo thập hoa sắp đến mùa rồi các bạn nhé. Từ phía ngoài kia đi vào thì ở trong này bắt đầu đi vào trong cái tán rừng, rời khỏi cái bãi cỏ danh thì ở đây nó âm u hơn. Và ông anh mình phát hiện được một cái bụi địa lan mặc xuân các bạn ạ. Đẹp ơi là đẹp, nhìn thân lá thì quá đẹp luôn. Mọi người xem có tuyệt vời không? Chỉ tiếc một điều là hoa của nó thì đã hết hoa. Không phải hết hoa mà là không biết nó bị... Không phải hết hoa các bạn, nó bị dẹp, bị cái gì ấy, tác động vào, đâm ra là rụng hết hoa. Cái ngồng của nó, cái ngọn của nó này. Không biết là bị dẹp hay bị cái gì, mình thấy có cái màu trắng trắng ở bên dưới này. Nó tác động vào, cái ngồng hoa của nó không phát triển được, cực thấp. Cái ngồng hoa thì rất thấp và hoa thì không thấy có bông nào nữa. Hơi tiếc. Không biết là có phải dẹp không hay là tại cái gì nữa. Cây bên cạnh thì bị chết này các bạn này. Cây bên cạnh thì bị hỏng hết cái bộ phận lá, khóm nhỏ hơn. Còn khóm này thì có hoa, nhưng mà ở đây thì có một vài những cái lá bị ngắt thì có thể là do trâu nó gặm, nhiều khả năng là do trâu nó gặm mất. Một cái khóm địa lan mặc xuân rất là đẹp mà hình như nó sống ở trên, nó nhô nhô ở trên đá các bạn ạ. Có một hòn đá ở bên dưới này. Nói chung là cái môi trường ở đây thì nó quá là thuận lợi rồi. Nó vừa mát, vừa thoáng, vừa ẩm. Nói chung là những cái yếu tố nó cấu thành nên một cái môi trường để phát triển những cái cây lan, kể cả phong lan lẫn địa lan. Rất là tuyệt vời, một cái khóm rất là đẹp các bạn ạ. Không biết là xung quanh đây còn nữa không. Nhưng mà cái khóm này thì nếu mà chỉ trồng một chậu thôi, khóm này thì đúng là hợp để một chậu thôi. Nó xòe ra, riêng cái bộ tán lá nó xòe ra thì quá tuyệt vời. Không biết là mặt hoa nó thế nào đâu. Nó sổ số đa dạng lắm các bạn ạ. Mấy anh em mình đi vòng mãi sang cái dông đồi và không thấy thêm một cái cây địa lan nào các bạn ạ. Trông vậy thôi. Hôm nay cả mấy anh em đi nhưng mà gặp được mỗi một khóm mặc xuân. Không hiểu sao mà nó lại không phát tán ra thêm mà chỉ có một khóm duy nhất. Hôm nay lại không có may mắn được quay cho các bạn xem những cái mặt hoa đẹp của cái dòng mặc xuân rồi. Chỉ thấy có một khóm mà hoa thì lại rụng hết mất. Có lẽ là trong cái hành trình lượt sau mình lại tiếp tục. Hả? Hẹn trong cái đợt sau mình sẽ, có thể là mai đi. Nếu mà trời nó không mưa thì mình sẽ cùng với anh em lại tiếp tục đi vào cái vùng này và đi tiếp sang cái vạt mà hôm nay mình chưa đi được. Hy vọng là có thể gặp gỡ được những cái mặt hoa đẹp để chia sẻ những khoảnh khắc đến cho các bạn cùng theo dõi. Cảm ơn các bạn đã xem video này của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chuyến đi sau.